Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể cấu hình tổng quan cho plugin WooCommerce. Thì với plugin WooCommerce thì các bạn có thể tạo ra cái shop bán hàng, cái cửa hàng online và chúng ta có thể bán hàng ở trên website của mình. Thì như các bạn cũng đã thấy ở trong những cái video trước. Thế thì khi chúng ta chưa có cấu hình WooCommerce thì các bạn có thể sẽ gặp phải một số cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là cái đơn vị tiền tệ nó sai. Ví dụ như là chúng ta ở Việt Nam thì những cái sản phẩm của chúng ta là đang bán ở cái giá là giá Việt Nam đồng. Nhưng mà có thể là nếu mà chúng ta chưa cấu hình thì giá nó tính bằng tiền đô thì nó sẽ khiến cho khách hàng phải suy nghĩ và có thể là khách hàng không có mua hàng. Tiếp theo nữa là các bạn chưa có cấu hình về cái địa chỉ giao hàng hoặc là cái phương thức thanh toán thì khách hàng họ không thể lên đơn được và bạn cũng có thể mất đi khách hàng. Do đó trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn để các bạn có thể cấu hình lại cái WooCommerce của website của mình. Thì các bạn sẽ vào trang quản trị của trang web ha. Sau đó các bạn sẽ chọn là WooCommerce và các bạn sẽ chọn là cài đặt. Tại cái giao diện tổng quan của cái phần cài đặt này, cái giao diện chung nè, thì các bạn nhớ là các bạn cần phải điền cái địa chỉ vào. Đây, mình điền cái địa chỉ vào đây ha. Các bạn điền vào đây, điền địa chỉ vào. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Cái vị trí tiền tệ là bên phải với một dấu cách. Cái ô đầu tiên, ký hiệu ngân cách phần ngàn thì các bạn gõ là cái dấu chấm. Phần thập phân thì các bạn sẽ gõ là dấu phẩy. Và cái số chữ số phần thập phân thì các bạn điền là số 0 nha. Mình điền là số 0. Sau đó các bạn bấm lưu thay đổi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần là cài đặt chung rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cấu hành liên quan đến cái phần giao hàng. Thì ở đây á, mình sẽ xóa đi những cái phương thức giao hàng hoặc là cái khu vực giao hàng. Mình xóa đi để cho nó gọn. Khi mà thanh toán thì nó sẽ gọn với lại khách hàng hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là thanh toán nha. Cái mục thanh toán để chúng ta có thể thêm những cái phương thức thanh toán vào. Các bạn muốn là sử dụng cái phương thức nào thì các bạn bấm bật ở đây lên. Rồi sau đó các bạn cấu hình cái thông tin cho nó. Ví dụ như là chuyển khoản ngân hàng nè. Các bạn có thể bấm vào cái phần cài đặt để chúng ta có thể nhập cái thông tin ngân hàng vào. Đây, các bạn điền cái thông tin hướng dẫn vào đây. Điền thông tin hướng dẫn vào đây. Sau đó các bạn điền tên tài khoản, số tài khoản và cái tên ngân hàng vào đây là chúng ta lưu lại. Đó, hoặc là bạn có thể thêm những cái số tài khoản khác nữa. Rồi. Thì các bạn có thể bật luôn cái ship code nếu như có. Ví dụ như là nhận hàng. Nhận hàng xong thanh toán. Đúng không? Ví dụ như là trả tiền mặt khi nhận hàng nè. Còn của mình thì mình không có bật lên tại vì mình muốn là thanh toán trước luôn rồi mình mới gửi hàng đi. Còn bạn nếu mà ship có thì bạn bật cái chức năng đó lên. Ở đây thì mình có cài thêm một số cái plugin hỗ trợ nữa. Nên là mình sẽ có thêm cái phương thức là thanh toán qua Momo nha. Đó. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cấu hình một số cái phần cơ bản của cái plugin WooCommerce để giúp cho các bạn có thể giúp cho khách hàng họ đặt hàng một cách dễ dàng hơn và bạn không phải bị mất đơn. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy video này có giá trị áp dụng với bạn thì bạn hãy cho mình xin một like nha, cũng như các bạn bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để mình mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Tạm biệt.